Bộ Công Thương vừa công bố chính thức thực hiện tiếp nhận xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ qua Internet. Theo Bộ Công Thương, trước đây để thực hiện giấy xin phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ mang lên Cục Hóa chất Bộ Công Thương để xin phép và phải chờ 5 ngày nếu hồ sơ hợp lệ, còn không sẽ phải làm lại từ đầu. Với quy trình cấp phép truyền thống như trên sẽ rất mất thời gian, tốn nhiều chi phí, giảm cơ hội cạnh tranh trong việc xuất nhập khẩu. Vì vậy, với việc cấp phép qua Internet sẽ giúp giảm chi phí in ấn cũng như chi phí đi lại, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp và minh bạch trong việc xin cấp giấy phép cũng như giúp đỡ cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để phân tích, báo cáo tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết, do là hàng hóa đặc biệt và là vật liệu dễ cháy nổ, nên việc cấp phép qua Internet sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển. Đặc biệt, việc ứng dụng Internet sẽ giúp thời gian cấp phép rút ngắn chỉ còn từ 1 đến 3 ngày. Việc thực hiện các thủ tục cấp phép sẽ thông qua địa chỉ https://vnsw.gov.vn và http://tiền chất thuốc nổ.dvctt.gov.vn.